Asamadha kata pavita bahuli kata sangva tang tia finya janibana cha cha bo diya e te na sak ja va che na so chi te hôn tu sap ba da bang ching tri ya ne sak trin tri yang vi ri yin tri yang sa tiên tri yang sa ma thiên tri yang pa nhìn tri yang mu ni na samadha kata pavita bahuli kata sangva tang tia finya janibana cha bo diya ê tê na sát cha vạ chê na sô chí tê hôn tu sát bá đa băng cha bá la ni sát đa bá lăng vi ri ya bá lăng sa tiên bí lăng sa ma thi bá lăng pa nha bá lăng mu di na sam mát rác ta ta pha vi ta bá hu li ka ta sang va tăng thi a phi nha ya ni ba na cha yo bồ đi ya ê tê na sát cha vạ chê na sô chí tê hôn tu sát bá đa sát là bộ chẳng ga sở thi sấm bộ chẳng go thâm mà bị cha già sấm bộ chẳng go vì đây già sấm bộ chẳng go pi thì sấm bộ chẳng go upa thì sấm bộ chẳng go sama thì sấm bộ chẳng go upe kha sấm bộ chẳng go munina sam mất đắc kha ta pha vi ta bahuli kata sang pa tang ti a phi nha ja ni ba na cha cha bo thi ya e te na sát ja va che na so chi te hôn tu sát ba da Atamak ganga ni samma di ti samma sankappo samma vacha samma kammanto samma achivo samma vayamo samma sati samma samma dimudina samma dakkha pavita bahuli kata sangva tang ya pinya janibbana cha cha bo thi ya e te na sat ya vache na ho thi te sam ho tu sap bada Yang du ni mi tăng ava mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su phi năng a can tăng bu tha nu pa ve na vui vi na sang tu yang du ni mi tăng ava mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do su phi năng a can tăng tham ma nu pa ve na vi na sang nan tu tham Yang du ni mi tăng a va mang ga lan cho yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho do si pa nang a kang tăng sang kha du pa ve na vi na sang tu du kha pa ta cha ni du kha pa ya pa ta cha ni pa ya so kha pa ta cha ni so kha hon tu sa be vi pa ni no e ta ba cha am he hi sam pa nang pun nya sam ba dang sa be de ba nu mo dang tu sa ba sam pa si ki ya da nan da dan tu sa da ye si lang rat tu sa ba da pa ba na pi ra ta ho tu ga chang tu de ba ta ga ta Sabbe buddha palappatta pakye kanan cha yang balang arahanta chanda te che ratkhang banda mi sắp ba số cho nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa sư phụ thanh tâm con là nguyên thông vừa đọc xong bài kinh vô quý giờ con xin trao mai lại cho đạo tràng và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tất đại chứng minh con thỉnh mời sư phụ thanh tâm cầm mai Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng quá sát, thành ra con xin anh Mỹ có thể xin giới với chư tăng bằng tiếng Bali gọn thôi anh Mỹ, thầy vô rồi. Dạ nguyên như xin mời anh Mỹ ạ. Dạ, yeah, mô Phật. Mỹ không có trong lớp à. Mời Châu Nguyễn đi được không?
hay là Nguyên Như làm luôn đi nha, thôi xin giới đây ạ. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin kính mời đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để xin giới ạ. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với con lắng để dạ. U ca sa ma văn phần tê quy sùng quy sùng răng kha nắn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma du ti yam ti ma yang phan te quy sùng răng kha nắn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang phan te quy sùng răng kha nan tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt đạo tràng để cho chúng con thọ tam quy và ngũ giới trong ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duti cham bị bụt đăng xà ra năng gạt cha mi. Duti cham bị đâm măng xà ra năng gạt cha mi. Duti cham bị sang găng xà ra năng gạt cha mi. Ta ti cham bị bụt đăng xà ra năng gạt cha mi. Ta ti cham bị đâm măng xà ra năng gạt cha mi. Ta ti cham bị sang găng xà ra năng gạt cha mi. Bút thần saranang gacchami, tham mang saranang gacchami, sang khang saranang gacchami, đu ti yam pi bút thần saranang gacchami, đu ti yam pi tham mang saranang gacchami, đu ti yam pi sang khang saranang gacchami, ta ti yam pi bút thần saranang gacchami, ta ti yam pi tham mang saranang gacchami. Ta ti dầm pi sang khẳng sa ra năng gách trà mi. Ti sa ra na ga ha năng pa ri pun năng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. A di na da na vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Ka me su mi cha cha ra vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Mu sa wa da we ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Su ra me ra ya ma cha pa ma ra tha na we ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Ba na ti ba ta we ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. A din na da na we ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Ca me su minh cha cha ra we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi mu sa wa da we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi su ra me ra ya ma cha pa ma đăng tha na we ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi.
Ima nipanja sikha pada nisa dukkang kattva appamadena nicchakalang sammarakhi tappang silena sukatinjanti silena bhoga sampada silena nipputinjanti tasma sirang viso thaye Uttamangena vandehang bahadabang sung varuttamang Bhutteyo kalito doso bhutto khamatutang mamang Uttamange na vandehang thamman charuvi thang varang Thammeyo kalito doso thammo khamatutang mamang Uttamange na vandehang sankhan charuvi thottamang Sankheyo kalito doso sankho khamatutang mamang. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hàng thêm đến người. Tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma cha loka thi pati sa ham pati ka tan cha li an thi warang aya cha tha santi tha san tam bara chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nha dành cha ka yang su tan cha ban thang a phi tham ma chăm măng a cô ta dặn tô cha tu san cha đành đằng ba bồ thà nay về ba rì xa dạ mắn chê nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô săn khà giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay thưa thầy. Dạ con xin dâng bích lại cho thầy kinh ạ. Mô Bích Tha Giá, Đạc Mô Tham Ma Giá, Đạc Mô Sân Khai Giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Nam Rung. Vâng, chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà. Alo. Alo, 1, 2, 3. Dạ, nghe rõ ha. Dạ, xa lâu. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua ngoài mới, cũng là thuộc về phần sắc pháp. Dạ, thì... kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có bài Bali thì rồi đọc các kỳ này chia nhỏ ra bớt để cho ngắn bớt chút dễ đọc cho đỡ mất thời gian ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami Svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatippanno bhagavato savakasangho sanghang namami Samma sambuddha madulang sasattham mangaluttamang abhivadiyappasissang abhidhammappassang Namo buddhaya Namo dhammaya cái này để sao đi cái này hỏi cái này giờ nó đi nó đặt bài ha thì sao à cái
quý vị. Hôm nay mời quý vị đọc bài về các nhóm sắc ha. Cái là bà vô chá na nhóm sắc. Rồi xin mời quý vị quan hệ cùng nhau đọc. Dạ, con xin phép được đọc trước. Cái là Payo Chana, các nhóm sắc pháp, đọc 1. Ekupada Ekanirotha Ekanisaya Savuttino Ekavisatirupa Kalapa Nama. Có 21 tổng hợp sắc pháp xét vì các sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và tồn tại chung. Ta ta chi vi tăng afini pho ga ru pan chắc chắc khu na sa ha chắc khu đa sa căng ti pa vút cha ti ta tha so ta đi khi sắc thiên so ta đa sa căng kha na đa sa căng chiêu pha đa sa căn ca giá đa sang đa sa căn ít thì pha sa đa sa căn bùm pha và đa sa căn bút thú đa sa căn cha tí giá tha ca năng vô chê táp băng a phi níp phô gá rù pan pa mê vá chiêu vi tá na sa ha chi bi ta na ca căng ti pa vút cha ti i me na va cam ma sa mút tha na ca la pa. Nơi đây các sắc mạc quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm mười thành phần mắt cùng thấy ấy, mười thành phần tai, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tánh, mười thành phần nam tánh, mười thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chín thành phần mạng căn, chín tổng hợp sắc pháp này do nghiệp báo. Dạ thưa giáo sư và đạo tràng, con đã đọc xong. Xin mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. À, dạ, nếu còn đoạn 2 thì con xin đọc đoạn 2. Avinipho garu pang panasut thát thát căng ta đề và ca gia vinh tí gia sa ca gia vinh nhà tiết tì na vá căng và chi vinh nhà chi sa đề hi sa ha vi chi nhà nát tí đá sa căng la hù ta đi hi sáp thiên la hù ta đi ê ca đa sa căn ca gia vinh nhà na vi nhà tí la hù ta đi đua đa sa căn và chi vinh nhà tí sa đa la hù ta đi tê ra sa căn cha tí chát tí sa sa mút tha na ca la pa. Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành tám pháp bất ly cùng với thân biểu tri. Các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành mười thành phần ngữ biểu cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thính pháp. Pháp tổng hợp này của sắc pháp để làm tạo. Dạ, con nghĩ đây có lẽ là hết rồi.
Dạ, con xin được trao mai lại cho người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con thành chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời người kế. Dạ, mô Phật, sa thú, sa thú. À, bây giờ tới phiên sư, sư đọc, rồi mời quý vị đọc nha. Kala-pa-yo-chana, các nhóm sắc pháp, đoạn 1, E-kupa-da-e-ka-ni-ro-tha, E-ka-ni-sa-ya-sa-ha-vut-ti-no, E-ka-vi-sa-ti, Ru-pa-kala-pa-na-ma. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xét vì các sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tát thá chi quý tăng, á quý nếp hồ gá rù bành chá, chá khu nà xá há, chá khu đá xá canh tí, ba vút chá tí, ta thà sô ta thí, sát thình sô ta đá sát căng, gà ná đá sát căng, chí hà đá sát căng, gà giá đá sát căng, ý thí bà quá đá sát căng, vùm hà quá đá sát căng, vút thu đá sát khăn cha tí, gia thà ca năng, gia thà ca măng vô chề tập bằng, a quyền vi a quyền phô ga rù bá mẹ quá, chì quý tề na sa há, chì tí na quá khăn tí, ba bút cha tí, y mè na quá cầm má, sa mút thà na ca là bà. Nơi đây sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm mười thành phần mắt, cùng thế mười thành phần tai, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tánh, mười thành phần nam tánh, mười thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chính thành phần mạng căn. Chính tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Đoạn 2. Avini po garupang pana suda thang khang ta đề qua ca gia quỳnh nhá tí già xá há ca giá quỳnh nhá tí ná quá khăn quá chi quỳnh nhá tiếp xá đề hi xá há quá chi quỳnh nhá tiếp đá xá khăn la hú tà đi hi xá thình la hú tà đi e ca đá xá khăn ca giá quỳnh nhá tí lá hú tà đi đoà đá xa khăn quá chi quỳnh nhá tí sắc đá lá hú tà đi e ra xa khăn chà tí chá chích tá xá mút thà na ca là bà. Những sắc pháp trong những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám pháp bất ly cùng với thân biểu tri. Các sắc pháp này hợp thành chính thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu tri và tiếng động hợp thành mười thành phần ngữ biểu cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, mười một thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Rồi,
Sư đã đọc xong rồi, kính mời vị kế tiếp nha, quý vị giơ tay nhanh lên. Yeah. Nam mô Bích Thái Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lãnh lễ sư Nguyên Thông. Và con kính chào toàn thể đạo trang và kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Đoạn 2 đúng không cháu? Đoạn 2. Awinipo garu bằng Banasut Thakam Tade Waka Yawin Nhat Tiya Sahaka Yawin Nhat Tinawakang Wachi Win Nhat Tisade Hisahawachi Win Nhat Tidasakang Lahuta Di Hisatin Lahuta Di Eka Dasakang Cà gia huỳnh nhất ti la hu tà ti đòa đa sa hát đa sa căng qua chi huỳnh nhất ti sát đa la hu tà đi tề ra sa căng trà ti chất chít ta sa mút thà na ca là bà. Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành tám pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành chính thành phần thân biểu. Cùng với ngữ biểu tri và tiếng động hợp thành 10 thành phần ngữ biểu. Cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh, nhu và thích nghiệp. Sáu tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng và kính mời chị Nhung ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn, cảm ơn Nguyên Trang. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ thầy kinh, kính chào các anh chị. Dạ, con xin đọc bài ạ. Kala bayo chana các nhóm sắc pháp e cup bà đà e caniro thà e canis sa già sa ha vut tino e kaswi satiro bakala bà nà mắt. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xét vì các sắc pháp này đồng sanh đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tát thác chỉ quy tằng a quy nip phổ ga rù bành chắc chắc khu nà sa ha chắc khu đa sa càn ti ba vúc cha ti tát thà sổ tà đi hi sát thình sổ ta đa sa càng cà na đa sa càng chiều hà đa sa càng cà gia đa sa càng ít thi phà qua đa sa càng bùm phà qua đa sa càng quát thu đa sa càng trà ti gia thà gia thắc ca mằng dồ chết dồ chè tắp bằng a quy ni phổ ga rù ba mề qua chỉ quy tề ta chỉ quy ta na qua cành ti ba vúc cha ti y mề na wa cầm ma sa mút thà na ca là bà. Nơi đây sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt, cùng thế ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chín thành phần mạng căn. Chín tổng hợp sắc này do nghiệp tạo. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Mời vị kế tiếp. Dạ,
Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha. Con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính lễ chư quý sư, con xin kính chào thầy kinh và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài đoạn hơi. Avinipo ga upang panasuddhatta kang tadeva ka yavinyati ya sahaka yavinyati navakam vachi vinyati sadehi saha vachi vinyati dasakam lahu tadihi tadihi sadin lahu tadi eka dasakam ca ya vinyati lahu tadi đoà đa sa cần vật chi nguyên nhất tí sát đá la hu ta đi tề ra sa cần chà tí chá chít ta sa mút thà na ca la bà. Những sắc pháp không thể tách rời, những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu. Cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành 10 thành phần ngữ biểu. Cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu và 13 thành phần ngữ biểu tiếng tính khinh nhu và thích nghiệp. Hỗn hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Ủa, cái đoạn nó ngắn vậy thôi. Dạ, hai con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Đà. Dạ, và con xin đọc bài ạ. Cá là ba dấu chán nà. Ê cúp bà đà ê cá ní rô thà ê cá ní xá già xá há vút tí nô ê cá quỳ xá tí rù ba cá là bà nà má. Có 21 tổng hợp sắc pháp, vì các sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tha chi quý tằng a quý niếp phồ gá rù bành chát chắc khu nà xá há chắc khu đá xá cầm. Tí bá quýt chát tí ta thà sô ta đi hí sách. Thình sô ta đá xá cầm khà ná đá xá cầm chiều hà đá xá cầm cà giá đá xá cầm ít thi phà quá đá xá cầm. Bùm phà quá đá xá cầm quách thu đá xá cầm trà tí giá thắt cà nàng. Dồ chề tắp bằng á quý niếp phồ gá rù bằng ề quá trì quý tề ná xá há trì quý tá ná quá cầm tí bá quýt chá tí ý mề ná quá cầm má xá mút thà ná cá là bà. Nơi đây sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với nhớ mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt, cùng thấy ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật, những 8 sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là 9 thành phần mạng căn, 9 tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Và con đã đọc xong, tri ân cho Nguyễn đã post bài và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Đà giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Con thấy tay của cô Kim Nhung hồi nãy không biết là con có giật mic hay không, nhưng mà chắc là kẹt mic cho nên thôi con xin đọc bài ạ. Dạ, đoạn 2. Awin nip po garu bang
Panasuttha Kang Ta Đề Quá Cà Gia Quỳnh Nhất Tí Già Sa Ha Cà Gia Quỳnh Nhất Tí Na Quá Cần Quá Trì Quỳnh Nhất Tí Sa Đề Hi Sa Ha Quá Trì Quỳnh Nhất Tí Sa Đa Sa Cần La Hu Tà Đi Hi Sa Thìn La Hu Tà Đi Ê Cà Đa Sa Cần Cà Gia Quỳnh Nhất Tí La Hu Tà Đi Đòa Đa Sa Cần Quá Trì Quỳnh Nhất Tí Sa Đa La Hu Tà Đi Tề Ra Sa Cần Chà Tí Chà Chà Tí Chát Chít Ta Sa Mút Thà Na Ca La Bà. Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành tám pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành chính thành phần thân biểu, cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành 10 thành phần ngữ biểu, cùng với những đặc tính khinh, nhu và thích nghiệp. 11 thành phần khinh, nhu, thích, 12 thành phần thân biểu, khinh, nhu, thích nghiệp, và 13 thành phần ngữ biểu, tiếng, đặc tính khinh, nhu và thích nghiệp, 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Sư Pháp Trang. Dạ con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng ạ. Con xin đọc bài Cá La Ba Dù Cha Na, các nhóm sắc pháp đoạn 1. E Cúp Ba Đa, E Cá Ni Rô Tha, E Cá Ni Sa Gia, Sa Ha Vũ Ti Đồ, E Cá Quỳ Sa Ti Rù Ba Cá La La Ba Na Mát. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xế vì các sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Ta Tha Chi Vi Tăng A Vi Ni Phổ Ca Ru Pan Cha Cha Khu Na Sa Ha Cha Khu Da Sa Căng Di Pa Vut Cha Ti Ta Tha So Ta Di Hi Sắc Thiền So Ta Da Sa Căng Kha Na Da Sa Căng Chiều Hà Đa Sa Căng Cà Gia Đa Sa Căng Y Thi Phà Qua Đa Sa Căng Tùm Phà Qua Đa Sa Căng Qua Thu Đa Sa Căng Trà Tí Gia Thạ Cá Bằng Dù Trề Tắp Bằng Áo Quý Ni Phô Gà Rù Ba Mê Qua Trì Quý Tề Đa Sa Há Trì Quý Ta Na Cái Qua Căng Tí Ba Quất Chati i me da wa kam ma sam mut tha da ka la pa. Nơi đây sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt, cùng thế ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chín thành phần mạng căn, chín tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Và con đã đọc xong ạ. Con xin kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Đoạn 2. Awinifo garu bằng panasut thát thát càng tát đề quá cà gia huỳnh nhất Tí già sa ha cà gia huỳnh nhất Tí na quá cần quá trì huỳnh nhất Tí sách đề hi sa ha quá trì huỳnh nhất Tí đa sa cần la hú tà đề hi sách thìm la hú tà đi ê cà đa sa cần cà gia huỳnh nhất Tí la hú tà đi đòa đa sa cần
quá trì quỳnh nhất tí sách đá lá hú tà đi tề ra sát cần chà tí chất chít ta sa mút thà nó cá là bà. Những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu. Cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành 10 thành phần ngữ biểu. Cùng với những đặc tính khinh, nhu và thích nghiệp, 11 thành phần thinh, khinh, nhu, thích, 12 thành phần thân, biểu, khinh, nhu, thích nghiệp, và 13 thành phần ngữ, biểu, tiếng, đặc tính khinh, nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con và con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, Nam Mô Bồ Tát, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sắc Khai. Dạ, anh thưa quý vị nghe rõ mà, alo. Rồi, ha. Rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào bài mới. Bước vào bài học hôm nay là Kala Bajo Chana, các nhóm sắc pháp. Tức là ở đây chúng ta bước vào cái mục mà nói về sắc pháp, tức là mỗi một bất kỳ một cái gì nó sẽ lên, nó cũng đi có một đoàn, một nhóm đó, chứ không có một cái gì mà nó đi một mình đơn độc ha. Tất cả ngay cả tâm pháp hay sắc pháp vậy, không có một cái nào mà đơn thân độc mã mình. Cho nên đây chúng ta phải nên biết là khi mình học về sắc pháp này cũng vậy, nó có những cái nhóm đoàn nó đi từng bọn ha, có bên trong cái về mà ngày xưa hay dùng chữ bọn, bọn sắc, nhưng mà giờ là chữ cái la ba là bọn sắc. Bây giờ mình dịch cho nó khác chút xíu, các nhóm sắc, dịch là nhóm, nhóm, bọn, đoàn cũng vậy ha. Thì bây giờ mình đi vào trong cái vấn đề là mỗi một cái sắc nào nó sanh lên, nó đều có đi chung với một nhóm đó, đi chung bọn, nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì như vậy bắt đầu chúng ta đi vào cái gọi là nhóm sắc. Rồi bây giờ xuống dòng là bốn nhân tạo sắc, tức là nhóm sắc này, cái sắc pháp mà nó sanh từ từng nhóm nó có bốn nhân, bốn cái nguyên nhân của nó, thì là bốn nhân tạo sắc hay chấm. Sắc nghiệp, phải sắc tâm, phải sắc âm dương, phải sắc vật thực. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm dương, sắc vật thực. Rồi, như vậy là bất cứ một cái sắc nào nó sanh khởi, nó cũng đều có những cái nguyên nhân tạo ra đó. Thì ở đây chúng ta sẽ học được có bốn cái nguyên nhân tạo nên sắc pháp. Tức là mà cái nguyên nhân thứ nhất là sắc do nghiệp tạo thì được gọi là sắc nghiệp. Sắc do tâm tạo. Thứ ba là sắc do âm dương tạo, hay là có chỗ dịch là quý tiết ha, quý tiết hay thời tiết. Thứ tư là sắc do vật thực tạo. Thì như vậy bốn cái nguyên nhân này nó sẽ tạo ra những loại sắc như thế nào đó. Thì chúng ta bắt đầu mình đi vào chi tiết lần lần để mình sẽ hiểu được là mỗi một cái sắc pháp nó sanh lên, nó đi theo từng nhóm của nó như thế nào. Cái thực tế của cái sự hiện hở hiện hữu của sắc pháp nó sẽ như là sao ha. Rồi xuống dòng, có 21 nhóm sắc. Có 21 nhóm sắc. Chính do nghiệp. Chính do nghiệp, ghi ra rồi cái mình đi từ từ ha. Chính do nghiệp, chính do nghiệp. Sáu do tâm, sáu do tâm.
bốn do âm dương, bốn do âm dương hay là thời tiết, bốn do âm dương thời tiết. Hai do vật thực, hai do vật thực. Thì như vậy có 21 nhóm sắc tất cả, tức là có 21 nhóm. Nhóm thứ nhất là chín, chín nhóm do nghiệp tạo, tức là chín do nghiệp. Sáu là do tâm tạo, sáu nhóm do tâm tạo. Bốn là do âm dương hay thời tiết tạo. Hai là do vật thực tạo. Thì như vậy mình cộng lại 9, 6, 15, 14, 19, 15, 4, 19, 20, 21. Thì như vậy có 21 nhóm sắc được tạo ra. Nó đi ra theo từng theo nghiệp, theo tâm, theo thời tiết và vật thực. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống chi tiết. A lớn sắc do nghiệp tạo. Làm đi là sắc do nghiệp tạo. Thâm mắt trà là cái sắc do nghiệp tạo. Thì cái sắc là do nghiệp tạo đó, cái ý nghĩa của cái này tức là có nghĩa rằng là những cái sắc pháp nào mà nó hiện khởi, nó xuất hiện, nó có mặt mà do từ nghiệp trong quá khứ cho ra nó, sanh ra nó. Chẳng hạn như những cái nghiệp thiện hay những nghiệp bất thiện nào nó làm trong quá khứ thì giờ nó sẽ cho ra những cái loại sắc đó. Cái sắc phát sanh do từ nghiệp nó tạo ra thì sắc đó được gọi là sắc do nghiệp tạo. Tức là nó có những cái khác nhau, sắc do nghiệp, sắc do tâm, sắc do âm dương, sắc do vật thực. Thì bây giờ mình học về sắc do nghiệp tạo, tức là những cái sắc nào đặc biệt riêng chỉ là do nghiệp nó tạo ra. Cho nên khi mà cái nghiệp mình tạo ra vậy thì nó sẽ cho ra những cái loại sắc pháp nào đó đó. Chứ không phải là chỉ có tâm không thôi. Nghiệp nó tạo ra cho quả ha. Rồi tâm nó cho ra nữa. Gì vậy? Thì sắc do nghiệp tạo thì mình ghi là sắc do tâm sở tư tạo. Vậy mà sắc do tâm sở tư tạo, thiện hay là bất thiện, mở ngoặc thiện hay bất thiện, đúng không? Tức là sắc do tâm sở tư là nghiệp đó. Sắc do tâm sở tư tạo. Thì như vậy cái sắc nào mà do cái nghiệp, tức là do tâm sở tư thiện hay bất thiện trong quá khứ, nó sẽ cho những cái sắc pháp nó được hiện khởi đó, thì được gọi là sắc do nghiệp tạo. Có gì nắm được này không ạ? Không. không nắm được. Tức là giờ những cái sắc pháp nào á mà nó không phải do tâm tạo, nó không phải do thời tiết tạo ra, không phải do vật thực tạo ra, mà cái sắc nó do nghiệp, là do những cái nghiệp nào mình làm trong quá khứ đó. Ví dụ như trong kiếp trước mình làm gì tầm bậy tầm bạ, thì giờ nó sanh ra nó cho cái sắc nghiệp đó. Mình bị những cái sắc nghiệp đó, chẳng hạn như mình bị đuôi mù sức què đó là sắc nó do nghiệp tạo. Là vì mình định nghĩa trước cái ý nghĩa, mình hiểu được cái đó trước rồi mình mới đi vô từ từ. Là sắc nó do tâm sở tư là nghiệp đó, tự tạo thiện hay bất thiện. Thì mình biết từ từ trước ha, phải nhưng mấy cái này nó cũng rắc rối lắm. Học như vậy cái sắc pháp này nó cũng khó hiểu. Được chưa? Giờ đi xuống từ từ nha, giờ mình nắm được ha cái ý nghĩa rồi ha. Rồi giờ xuống có 18 sắc. Và sắc do nghiệp tạo đó, có tất cả là 18 sắc. Có 18 sắc. Rồi, xin dọc 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly. Ghi xuống nghe cho dễ hiểu ha. 8 sắc bất ly. Năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh. Hai sắc tính.
sắc tính. Một sắc ý vật, một sắc ý vật. Một sắc mạng quyền. Một sắc mạng quyền. Rồi một sắc hư không. Giờ cộng rồi đúng không? Cộng đúng đúng 18 quý vị. 8, 13, 4, 15, 6, 7, 18 đúng rồi ha, đúng rồi, 18 sắc. Rồi, như vậy là ở đây người ta liệt kê cho mình thấy là có 18 sắc được sanh khởi, được hiện khởi do nghiệp tạo. À, đây mình nhớ kỹ nha, là những pháp này do nghiệp tạo. Thì bây giờ trước tiên, 8 cái sắc bất ly. Thì 8 sắc bất ly này đó, bất kỳ một sắc nào, cho bất kỳ nguyên nhân nào nó cũng đều có hết. Tám sắc bất ly luôn luôn có mặt trong tất cả những sắc pháp. Và là bất kỳ một sắc nào sanh lên nó cũng phải có thêm tám này hết, phải có đầy đủ tám này. À, thì tám sắc bất ly thì đương nhiên là phải có. Hay là không cần biết là nghiệp hay tâm dư, nó cũng có luôn. Thì giờ đây ở nghiệp tạo thì nó phải có. Và tám sắc bất ly. Thì theo cái gì tám sắc bất ly là gì đâu, kể ra giùm coi. Tám sắc bất ly. Rồi, đúng rồi ha. Tức là đất, nước, lửa, gió là bốn ha. Rồi, sắc cảnh sắc, đúng rồi đó. Sắc, khí, vị, vật thực. Đó là tám cái sắc này không bao giờ tách rời được. Bất kỳ một sắc pháp nào sẽ lên đều phải có đầy đủ này, đúng không? Tức gì tính. Tức là tám sắc bất ly là luôn luôn có mặt. Ha. Nắm được chưa? Bây giờ nắm được nào? Tức là thứ nhất là mình có được tám sắc bất ly đó. Được chưa? Rồi bây giờ năm sắc thần kinh, kể ra coi năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh là gì đây? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đúng rồi, chính xác, năm sắc thần kinh. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, đúng rồi, xả hữu. Rồi hai sắc tính là gì? Hai sắc tính nam tính nữ tính ha, đúng không? Rồi sắc y vật là biết ha, sắc mạng quyền là sắc y không là đúng rồi ha. Rồi như vậy bây giờ mình có 18 sắc bất ly nè, là do nghiệp tạo. Tại sao nó do nghiệp tạo? Bây giờ mình sẽ dùng cái, bắt đầu phải dùng cái trí để mình suy nghĩ. Thì bây giờ 8 sắc bất ly thì đương nhiên là phải có không? Rồi bây giờ 5 sắc thần kinh nè, tức là khi mà tục sinh ra thì bắt đầu nó những cái sắc thần kinh này nó sẽ xuất hiện. Như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Những cái sắc thần kinh này nó sẽ xuất hiện. Thì những cái sắc thần kinh này là do nghiệp trong quá khứ nó sẽ cho ra những cái sắc thần kinh này. Những cái sắc thần kinh này không thể do tâm tạo được, không thể do thời tiết tạo được, mà cũng không thể do vật thực tạo được. Bởi vì nó là thuộc về hệ thần kinh. Mà hệ thần kinh thì nó phải do nghiệp trong quá khứ nó cho. Chứ tâm mình đâu có tạo ra được cái thần kinh nhãn được. Tâm mình đâu có thể tạo ra được thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần thân được, không có tạo được thần kinh. Nhưng mà những cái hệ thống thần kinh này mình có được trong cái đời sống thì do những cái nghiệp quá khứ nó cho. Thì
năm sắc thần kinh này là những cái sắc do nghiệp trong quá khứ cho. Thì do cho nên nó được xếp vào trong nhóm sắc do nghiệp tạo. Bây giờ nắm được không? Nắm được bây giờ cho biết về cái này cũng hơi rắc rối một xíu. Không ha, được ha, tức là năm cái sắc thần kinh này là do nghiệp tạo. Mình phải hiểu chính xác vậy, tức là khi mà mình sanh ra trên cõi đời này, hiện hữu cõi đời này là những hệ thống thần kinh bắt đầu nó có. Bắt đầu mình sanh ra, mình bắt đầu có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, những sự nó xuất hiện là không có phải do cái gì khác ngoài cái nghiệp trong quá khứ nó cho. Thì như vậy năm sắc thần kinh này là phải xác định, hiểu được, dùng trí tuệ suy nghĩ mình sẽ xác định được đúng là nó là do nghiệp tạo. Chính xác không? Rồi, tới hai sắc tính. Sắc tính nam, sắc tính nữ. Thì sắc tính nam, sắc tính nữ này mình có thể tự tạo được, vậy có thể dùng tâm mình tạo ra sắc tính nam, sắc nữ thì đâu có được. Thì khi mình tục sinh ra thì những cái sắc tính này nó sẽ đi theo do nghiệp tạo. Ví dụ trong quá khứ mình làm nghiệp vậy đó thì nó sẽ cho là mình có tính nam hay là cho tính nữ. Thì tất cả hai cái sắc tính này cũng vậy, cũng đều do nghiệp trong quá khứ nó cho. Thì như vậy hai sắc tính này được xếp vào trong nhóm sắc do nghiệp tạo. Được không? Nắm được không? Hai sắc tính cũng do nghiệp tạo. Ok không? Ok, thông qua được chưa? Rồi. Bây giờ tới sắc ý luận. Sắc ý luận là sắc mà để làm cho chỗ cho tâm nương. Thì bây giờ nếu mà không có cái sắc ý vật này làm sao mà có cái tâm sanh lên để mà nương được. Thì cho nên sắc ý vật này phải do nghiệp tạo ra để cho những cái sắc nghiệp, cho cái tâm tâm quả nó được sanh lên, nó nương ở cái sắc nghiệp này, nương ở cái sắc vật thực này, sắc ý vật này chứ. Thì như vậy sắc ý vật này cũng do nghiệp trong quá khứ tạo. Tức là khi mà sanh ra là có cái sắc ý vật sanh khởi để cho cái tâm tục sinh nó nương ở đó, cho nên sắc ý vật này cũng là do nghiệp tạo. Đúng chưa? Và nếu mà không có sắc cái vật thì đâu có chỗ để mà cái tâm nó lên. Cho nên chính sắc cái vật này cũng là do nghiệp mà tạo, để cho tâm có cái chỗ trú xứ của nó. Rồi, đó là cái phần sắc cái vật. Rồi, sắc mạng quyền là cái sắc mà để nuôi dưỡng, gìn giữ mạng sống cho những cái sắc nghiệp này được tồn tại. Cái sắc mạng quyền là mạng, là mạng cạn, là sinh mạng, quyền là khả năng gìn giữ, nuôi dưỡng. Thì cái sắc mạng quyền này nó là một cái sắc để nó nuôi dưỡng những cái sắc hồi nãy đó, được tồn tại, những cái sắc do nghiệp tạo được tồn tại. Thành ra sắc mạng quyền này cũng là sắc do nghiệp tạo. Cho nên tám sắc bất ly, năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền là tất cả đều do nghiệp tạo. Và cái cuối cùng là cái sắc hư không, thì là cái sắc khoảng cách giữa hai các sắc thì đương nhiên là phải có. Thì như vậy tất cả 18 sắc này hiện hữu có mặt trên thế gian này là do nghiệp tạo. Bây giờ nắm được chưa? Nắm được không? Cho biết về cái này học kỹ nha, mà cái bài này nó khó, mình không để ý. Rồi mình về sau mình đặt, đi vô tới cái phần lộ sắc là khó lắm. Ok ha. Rồi, đúng rồi, sắc mạng quyền là sắc nuôi các cái sắc nghiệp lại đó, là nuôi tồn tại đó. Chứ không có nó thì mấy kia nó không sống được. Giống như giống như thuốc bổ nó nuôi. Rồi, như vậy ok ha. Rồi, như vậy 18 sắc này mình hiểu một cách chính xác rõ ràng là nó do nghiệp tạo ra nó. Chứ không phải do tâm tạo, không phải do thời tiết tạo, cũng không phải do vật thực tạo. Ok ha, rồi xong. Xong rồi chưa? Rồi xuống dòng mình phân nhóm. Phân nhóm có 9 hay chấm. Phân nhóm có 9. Phân nhóm có 9. Tức là phân ra từng nhóm mà có được 9 nhóm. Rồi xuống dòng là nhóm 10 sắc. Hay chấm. Nhóm 10 sắc, 2 chấm, có 8. Nhóm 10 sắc, 2 chấm, có 8.
sắc. Tức là cái nhóm mà nó có 10 sắc chung á, 10 cái sắc đồng tranh chung đó là, cái là nhóm 10 sắc, thì nó có 8 nhóm. À, nó có 8 nhóm. Đúng chưa? Rồi, bây giờ số 1 là nhóm mắt. Nhóm mắt. Tức là cái nhóm mà tính về thuộc về mắt á, con mắt mình á, à, thì giờ nhóm mắt nè là có 10 ha, nhóm nãy nhóm 10 sắc có 8 nhóm á, nhóm mắt là có 10 ha, thì giờ thứ nhất là 8 sắc bất ly có không? 8 sắc bất ly có không? Alo. Rồi, ok, sao thử ha. 8 sắc bất ly có. Rồi. 5 cái sắc thần kinh thì nó có sắc nào? 5 sắc thần kinh thì nó có sắc nào? Thần kinh nhãn, chính xác, sắc thần kinh nhãn. Rồi, 8 sắc bất ly cộng thêm cái sắc thần kinh nhãn. Rồi, sắc mạng quyền có không quý vị? Sắc mạng quyền có không? Có luôn, đúng rồi ha, chính xác. Thì sắc mạng quyền để nó nuôi mấy sắc kia mà bắt buộc phải có. Thì như vậy, nhóm mắt thì có được 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền, cộng sắc thần kinh nhãn, cộng sắc mạng quyền. Thì như vậy là nhóm mắt có 10. À, nhóm mắt là như vậy, mình có 10. À, nhóm 10 sắc á. À, thì nhóm mắt có được 10. 8 sắc ly, thần kinh nhãn, sắc quyền, đúng không? Rồi, bây giờ số 2 là nhóm tai. Nhóm tài. Tài có gì đây? 8 sắc bất ly có không? 8 sắc bất ly có không? Đó, rồi, ghi vô, đúng rồi, chính xác không? Dễ quá không? Dạ, à, học tới đây có là mình hiểu rồi không? Thấy dễ liền. 8 sắc bất ly. Rồi, thần kinh có gì đây? 8 sắc thần kinh thì nó có cái gì? Thần kinh nhĩ, sa thú, thần kinh nhĩ, 8 sắc bất ly, cộng thần kinh nhĩ, rồi cộng sắc mạng quyền, như vậy là mình có 10, thì nhóm tai có 10. Đúng không? Rồi, chính xác ha. Rồi, số 3 là nhóm mũi. Nhóm mũi. Nhóm mũi thì cũng vậy không vậy không, 8 sắc bất ly và sắc thần kinh tỷ cộng sắc mạng quyền, à, thì mình cũng có 10 luôn, à, thì nhóm mũi cũng có 10. Đúng rồi ha. Rồi tới nhóm lưỡi là số 7, số 7, số 4 hả, nhóm lưỡi số 4, nhóm lưỡi cũng vậy luôn, à, cũng 8 sắc bất ly sắc thần kinh thiệt cộng sắc bản quyền, nhóm lưỡi. Rồi số 5 là nhóm nhóm thân. Nhóm thân 8 sắc bất ly sắc thần kinh thân cộng sắc bản quyền. Rồi, như vậy trong năm cái này nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó giống nhau hết. À, nó có những cái nhóm sắc giống nhau, nó chỉ thay đổi về cái sắc thần kinh. À, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó tùy theo nhóm nhóm. Thì nhóm mắt thì thần kinh nhãn, nhóm nhĩ, thần kinh nhĩ, lưỡi tai cho thần kinh nhĩ. À, nhóm mũi là thần kinh tỷ, nhóm lưỡi thần kinh thiệt, nhóm thân là thần kinh thân. À, như vậy mình có được 5 nhóm rồi ha. À, nhưng mà đây nó mới có 9 lần. Rồi xuống dòng số 6, nhóm nam tính. Nhóm nam tính. Số 6 là nhóm nam tính. Thì 8 sắc bất ly có không?
không? Rồi sở thú. Rồi sắc nữ tính có không? Sắc nữ tính có thấy không? Cộng vô sắc nữ tính. Ủa không có hả? Tưởng nó có. Rồi sắc nữ tính không có thì thế vô là sắc nam tính. Tám sắc ly cộng sắc nam tính cộng sắc mạng nguyên. Đúng chưa? Tám sắc bất ly, sắc nam tính cộng sắc mạng nguyên. Thì như vậy mình có 10, nhóm 10 tiếp. Và nhóm nam tính có 10. Rồi số 7 nhóm nữ tính. Nhóm nữ tính cũng vậy luôn. Tám sắc bất ly, sắc nữ tính, sắc mạng nguyên. À, có nhóm mà nữ tính là 10. Rồi, tới số 8 là nhóm sắc ý vật. Nhóm sắc ý vật. Nhóm sắc ý vật. 8 sắc bất ly cũng vậy ha, cũng có 8 sắc bất ly. Cộng sắc ý vật, cộng sắc mạng nguyên à, là nhóm sắc ý vật. Rồi, đó là mình có được 8 nhóm à, thuộc về 8 nhóm 10. 10 tức là mỗi nhóm nó có 10 sắc vậy đó, là 8 nhóm 10. Còn thiếu một nhóm là sắc nghiệp nó có 9 nhóm lận. Bây giờ mình thêm nhóm 9 sắc có 1. Nhóm 9 sắc 2 chấm có 1. Nhóm 9 sắc có 1. Rồi xuống dòng ghi số 9. Mạng là 8, và số 9 là nhóm mạng quyền. 2 chấm. Nhóm mạng quyền. Nhóm mạng quyền. Đó, số 9 là nhóm mạng quyền. Là nhóm 9 sắc. Nãy kia là 10 sắc. Nhóm 10 sắc là có 8. Nhóm chính sắc có 1 và nhóm mạng quyền 2 chấm. 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền bằng 9. Đó, nó chỉ vậy thôi, có 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền thôi bằng 9. Rồi, đó là nhóm thuộc về nhóm mạng quyền. Thì như vậy mình trở lại là phân nhóm này đó, nhóm nhập cơ phải những cái nhóm mà sắc đó, mà do nghiệp tạo đó, thì nó có 9 nhóm à, để cho em ta biết là nó có 9 nhóm mà nhóm 10 sắc đó, tức là nhóm có 10 sắc đồng sanh chung đó, có 10 sắc chung đó, thì nó có 8 à, nhóm 10 sắc thì có 8 mà còn lại nhóm còn lại một nhóm nữa là nhóm có 9 sắc chỉ có 1 là nhóm mạng nguyên. Thì như vậy nhóm 10 sắc đó, có 8 là nhóm mắt, nhóm tai, nhóm mũi, nhóm lưỡi, nhóm thân, nhóm nam tính, nhóm nữ tính, nhóm sắc y vật à, là nó có 10 sắc cùng chung, 10 sắc đồng sanh chung đó. Tức là nó có 8 sắc bất ly nè, sắc mạn nguyên nè à, nếu là nhóm mắt thì sắc thần kinh nhãn là 10. Nếu mà nhóm tai mà thế vô sắc thần kinh nhĩ, nhóm mũi thì thế vô cái sắc thần kinh tỷ, nhóm lưỡi thì mình thế vô thần kinh thiệt, nhóm thân thế vô thần kinh thân. Vì vậy năm cái mắt tai mũi lưỡi thân thì nó có được 10 đúng không? Có 10 giám sắc là mỗi một cái, ví dụ như con mắt mình nó sanh lên cái hệ thần kinh, lúc mà sanh lên đó, nó có cái sắc thần kinh nó sanh lên đó. Bởi vì khi mà mình tục sinh đầu tiên cái tục sinh đó, vì mình chỉ có một chút xíu là cái một cái giống như một dầu đó, lúc đó nó chưa có mắt tai mũi lưỡi vậy đó, mà nó có thần kinh thân, lúc đó nó có hệ thống thần kinh thân. Thì từ từ mình sập tới đó, thì cái đó chút xíu đó là có hệ thần kinh thân, mà hệ có hệ thần kinh thân thì nó phải có nhóm 10 sắc này à, tức là có 8 sắc bất ly, sắc mạng nguyên và sắc thần kinh thân à, nó sanh ngay lúc đó. Thì ngay lúc tích tắc ngay sắc na tâm tục sinh vừa sanh ra là sắc nghiệp nó sanh theo à, sắc nghiệp nó sanh ra nó cho mình có cái thần kinh thân chút xíu vậy đó, đó.
đó, rồi từ từ nghiệp nó phát sanh từ từ cho tới khoảng chừng thời gian một tuần hai tuần sau bắt đầu phát sanh ra có tai ma thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, bắt đầu nó phát sanh, bắt đầu nó lú ra từ từ, nó có mắt tai mũi lưỡi, thân bắt đầu lớn ra mọc ra đầu xuất hiện hai tay hai chân, nó lú ra từ ha. Thì từ từ chúng ta sẽ thấy nó sự phát hiện của những cái sắc pháp nó đi nó diễn tiến. Thì như vậy khi mà mỗi một cái hệ thần kinh nó sanh lên, nó phát sanh theo chín cái sắc kia nữa, thành ra là 10. Thì vậy cái nhóm 10 sắc thì chúng ta có được mắt tai mũi lưỡi thân. Và nhóm nam tính, nữ tính, khi mà là người nam thì nó thuộc về nhóm 10, thuộc về nam tính. Nếu là người nữ thì nhóm 10 thuộc về nữ tính. Ngay trong cái lúc tục sinh là chúng ta đã có là nam hay là nữ ngay lúc đó rồi. Cho nên sắc nghiệp là nó sanh ngay cái lúc tục sinh đầu tiên. Ngay cái tâm tục sinh vừa sanh khởi là những cái sắc nghiệp này nó bắt đầu nó sanh theo. Đầu tiên là thần kinh thân, rồi sắc tính nam hay tính nữ, rồi sắc ý vật nó sanh. Thì như vậy những cái sắc pháp nó sẽ bắt đầu sanh do nghiệp tạo. Bắt đầu mình nếu mình là nam thì ngay lúc đó là mình đã là nam rồi, nếu là nữ ngay lúc đó cũng đã là nữ rồi. Thì như vậy đó là những cái sự phát sanh do nghiệp tạo, rồi cái sắc ý vật là nó phải có, rồi nhóm mạng quyền cũng là do có luôn. Thì như vậy những cái sắc mà do nghiệp tạo này đó nó liên tục nó sanh khởi ngay từ khởi đầu của kiếp sống. Tức là ví dụ bây giờ mình đang sống nào, thì tới giờ phút lâm chung cận tử, những cái nghiệp phát sanh lúc cận tử thì mình tử một cái là mình cho ra mình tục sinh trở lại bằng cái tâm đầu tiên của cuộc sống mới á. Thì cái sắc na tâm đầu tiên của cuộc sống mới á, là sắc na tâm tục sinh. Thì sắc na tâm tục sinh vừa hiện khởi là những cái sắc nghiệp nó ào theo liền, nó sẽ đồng sanh theo, tốt hay xấu gì lúc đó là nó quyết định. Thì như vậy là bắt đầu từ đó là những sắc pháp nó diễn tiến theo cái tâm sanh diệt, rồi pháp nó cũng sanh theo, sắc pháp nó cũng hiện hữu theo. Mà những cái này nó rất là khó mà để giải thích, khó mà hiểu, bởi vì sắc pháp nó cũng nhức đầu lắm, vậy khó hiểu lắm. Cho nên hôm nay chúng ta từ 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 mình học, mình biết từng bọn từng nhóm nó sanh vô theo sắc nào, do cái nào, sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo là thuộc loại nào, sắc do thời tiết tạo thuộc loại nào, và sắc do vật thực tạo thuộc loại nào. Thì vậy khi mình hiểu được những cái bọn sắc này, những cái nhóm nó đi theo như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được một cái nhận thức, một cái trí hiểu biết về những cái này. Và khi mình có được những cái trí hiểu biết về những cái này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự diễn tiến đó. Về sau chúng ta học về những cái sự mà sanh khởi của sắc pháp, nó đi theo từng nhóm nó đi theo lộ trình tâm, nó sanh như thế nào, rồi sắc pháp nó sẽ diễn tiến ra sao, mình sẽ hiểu được những cái này. Và cái này nó cũng khó hiểu là một, khó giải thích là nhiều khi chúng ta cũng nhức đầu về mấy cái điều này luôn, có suy nghĩ luôn, nhức óc luôn. Có sắc y vật chứ, sắc y vật là đâu có đâu gọi là óc được, óc mình là mình nói vậy thôi. Cái sắc y vật, cái sắc y vật là để cho tâm lương á. Thì lúc xíu đó là nó có cái sắc y vật là sắc mà để cho tâm lương rồi, còn óc chưa đâu, nó chưa có đầu, chưa có gì đó, chút xíu một giọt dầu thôi, một chút xíu một... là bởi vì nó vi tế tới mức độ là rất là khó mà để mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Nhưng mà nhờ có vi pháp này có thể chúng ta nắm được cái vấn đề nó rõ ràng. Chứ không thôi không có vi pháp này vẫn vô phương à. Mình không biết là cái sát na đầu tiên của gì, thử tưởng tượng cái tâm mình nó lẹ kinh hồn lắm, cái tích tắc nó tàn tỷ sát na tâm nó sanh diệt. Mà bây giờ chỉ một cái sát na tục sinh đầu tiên thôi là nó đã cho ra một loạt những cái sắc pháp nó sanh lúc ngay lúc đó liền rồi. Cái chuyện này khoa học cũng chịu chết rồi chứ làm sao mà bắt được, bởi vì cái lộ trình tâm nó quá nhanh. Nhưng mà mình học mình thấy, mình không thấy bằng mắt, mình không thấy bằng kiến hiển vi, mà mình thấy bằng kiến trí tuệ. Vì lúc này chúng ta mới hiểu được cái trí tuệ nó thấy được như thế nào. Chứ nhiều khi mình chỉ hiểu chung chung chung, nhất là hồi xưa chúng tôi tu thiền được có theo những cái trường phái này phái kia, là dùng tuệ nhãn này kia nói từ ngữ mình nói nhãn gì thấy gì. Nhưng mà khi mình học từ từ vô ví dụ mình thấy rằng cái tuệ nhãn nó như thế nào, như thế nào là có tuệ nhãn. Khi mình học được vào những cái chi tiết như vậy, dùng mắt thường không thể thấy được, chúng ta chỉ có thể dùng bằng trí tuệ mình mới thấy được, mới hiểu được những cái pháp nó sanh là như thế nào thôi. Cho nên chỉ một tích tắc như vậy mà chúng ta đã thấy được
cái sự hiện hữu của sắc pháp nó diễn tiến, bởi vì nó quá thật sự là rõ ràng ha. Chứ nếu mà không có những cái sắc này thì làm sao có cái con người hiện hữu ngày hôm nay, đâu có nào có được. Ví dụ như mình ngồi đây là phải có cái khởi động đó, cái khởi động nó là những cái gì, cái tâm như thế nào và cái sắc pháp nó như thế nào, nó sẽ diễn tiến ra sao, nó phải có như vậy mình mới thấy được. Và là chính vì như vậy chúng ta học vì pháp, nó làm cho chúng ta phát sanh được trí tuệ, làm cho chúng ta có được cái tuệ nhãn. Mặc dù mình chưa đắc được đạo quả chưa, nhưng mà mình cũng có tuệ nhãn, mình có sự thấy được do cái trí mình dùng để hiểu được cái này. Mình thấy được pháp nó hiện hữu, pháp nó hiện bày một cách rất là rõ ràng. Đó là cái sự tuyệt vời của cái học vi pháp. Nếu mà mình học không tới, mình học không có nắm được vấn đề, mình tưởng rằng vi pháp nó không có giúp được cái gì trong đề tu học. Có nhiều người nói học gì thấy học có áp dụng được gì đâu, không. Nhưng mà thật sự đó là một sự sai lầm rất là trầm trọng. Cho nên mình phải biết học quy pháp thì mình hiểu được rồi, tự động lúc mình học là trí tuệ nó đã phát sanh đó quý vị. Chúc quý vị thấy mình sẽ rất là hoan hỷ. Mình học từ từ, mình suy nghĩ, mình dùng cái trí tư, mình suy tư, mình nghe nó rồi mình sẽ hiểu được cái sự hiện hữu của các pháp nó như thế nào. Rồi từ đó mình đi vô pháp hành rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình biết nó ra sao rồi. Rồi như vậy hôm nay mình học tới đây thôi, học tới cái nhóm đầu tiên là nhóm sắc do nghiệp tạo, để mình biết được nhau là tuần tới mà tiếp là sắc do tâm, sắc do thời tiết, sắc do vật thực. Từ từ mình đi, từ từ chậm lại, với những cái này là không thể đi nhanh được, bởi vì đi nhanh là điên á, đi cái này đi nhanh là mình điên luôn. Rồi hôm nay do phước báo mình học được cái bài pháp này hôm nay, cầu mong cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí trong địa nhà cả thầy. Quý vị cố gắng nha, dùng trí tuệ để mình suy xét những cái pháp này. Rất là lợi lạc cho chính chính cái tự thân của mình, chỉ có mình mà cứu mình thôi quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và nguyên như con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh đã dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về sắc pháp của ngày hôm nay, rất là hay bạch thầy. Và con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng bước lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkham tu sabba devata sabba bhuta nupave nasada soti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkham tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada soti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkham tu sabba devata sabba sangha nupave nasada soti Và văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Minh Như xin kính mời chư vị cùng với Minh Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Giang kinh chỉ cu sa la cam măng cần tâm băng kỳ ri giang ma ma ca di na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng Ye san ta san ni no an thi ye cha san ta a san ni no ka tang puan nya pha lang mai hang sam be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang puan nya pha lang ma ya ye cha tan tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sam be lo kam hi ye san ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nuon nyang pho cha nang sam be la phan tu ma ma che ta sa ti. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần,
hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thảy đều hưởng vị cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ, năm châu thái bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh, đồng nương chánh pháp, quang minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm, vung bồi phúc huệ, tròn duyên đạo màu. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ được học một lần nữa những bài kinh rất là hay về 37 phẩm trợ đạo của sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.